Ngày 3 tháng 1 năm 2024, Công an quận Cầu Giấy Hà Nội đã tạm giữ hình sự ông QHC, sinh năm 1955, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội để làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản. Trong khi đi tập thể dục buổi sáng, thấy ô tô của người dân đỗ ngứa mắt nên ông C đã nghĩ ra cách đâm thủng lốp xe để dằn mặt. Theo đó, sáng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2024, lực lượng công an qua tuần tra bảo vệ Tết Dương Lịch đã phát hiện bắt giữ quả tang ông QHC, có hành vi dùng kim tiêm chọc thủng lốp xe ô tô Honda City màu nâu, biển kiểm soát 30A 95XXX trước cửa chung cư số 7 phố Vũ Phạm Hàm phường Yên Hòa. Trước đó, dạng sáng ngày 29 tháng 12 năm 2023, chính chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 30A 95XXX này của ông LNT, sinh năm 1963 ở phường Yên Hòa quận Cầu Giấy Hà Nội cũng bị chọc thủng lốp xe phía sau bên phải. Nghi ngờ có hành vi phá hoại, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an. Từ tin báo của ông T, công an phường lên phương án tăng cường tuần tra kiểm soát. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ ông quý HC. Tại cơ quan công an, ông C khai nhận, trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, thấy ô tô của ông T đỗ vướng đường đi, ngứa mắt nên đã nghĩ ra việc đâm thủng lốp để dàn mặt. Cụ thể, sau khi chọc thủng lốp xe của ông T vào dạng sáng ngày 29 tháng 12 năm 2023, đến khoảng 5 giờ 40 phút ngày 2 tháng 1 năm 2024, ông C đi tập thể dục ngang qua, dùng củ sạc có gắn săn đầu kim tiêm tiếp tục chọc thủng lốp xe ô tô của ông T. Sau khi thực hiện hành vi phá hoại tài sản của người khác, người đàn ông này lại nhét củ sạc vào túi quần. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của ông C đã bị tổ công tác của công an phường Yên Hòa phát hiện bắt quả tang. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng. Công an quận Cầu Giấy thông báo ai bị chọc thủng lốp xe thời gian gần đây tới cơ quan công an làm rõ.